càng gặp nạn nhiều chừng nào. Cho nên thầy mới nói, Chúa nói một câu rất là hay: người nào chịu thiệt thòi trên thế gian này, người đó được ưu tiên trên nước thiên đàng. Có nhiều người Phật tử nói với thầy, tại sao sau khi con nghe pháp thầy rồi con toàn gặp những trở ngại, toàn gặp những trở ngại. Đó thực ra chính là pháp vận hành cực kỳ quý báu. Bởi vì nghe thầy không đó, thì có thể là mình chỉ nghe để thu thập một số lý thuyết, mình phải đụng chạm, phải thực tế, thì khi đó mình mới thực sự thấy được sự thật qua cái thực tế đó. Đó chính là thực tế đang dạy cho mình vượt qua chính nó, chẳng phải ai dạy mình hết. Cái cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Câu đó có nghĩa là gì? Câu đó có nghĩa là thái độ của mình đối với những cái đau khổ ở đời như thế nào, chứ không phải là đau khổ hay là hạnh phúc. Chứ bây giờ cứ nói gặp cái chuyện gì khó khăn, cứ nói ô tôi tài kiếp trước tôi làm tầm bậy cho nên bây giờ tôi phải khổ, nói làm chi vậy, nói vậy được cái gì? Không phải là như vậy, mà người đó phải đụng chạm vào thực tế, và người đó phải đem tất cả cái khả năng của mình ra để mà ứng phó với cái thực tế đó như thế nào, thì nó mới phát sinh ra trí tuệ và đạo đức. Cho nên tất cả những gì đến với mình trong cuộc đời, dù đó là hạnh phúc hay đau khổ, thì đó đều là những bài học để giúp mình điều chỉnh nhận thức và hành vi, và để cho mình phát huy trí tuệ và đạo đức. Đó là con đường duy nhất để vượt qua những phiền não khổ đau, những qua những cái trở ngại trên cuộc đời. Và nhớ rằng tất cả những trở ngại đó là ân nhân, là ân huệ, hoàn toàn không phải là trở ngại cho mình. Trở ngại cho mình chính là thái độ của mình đối với cái sự kiện đó, chứ không phải là sự kiện đó.